Tiki Connect với Mi Game sẽ tiết lộ một bí mật về team Mi Game. Bí mật sẽ xuất hiện vào giữa video nha. Bật mí, đó là một sản phẩm chuẩn chính hãng và được giao nhanh đến từ Tiki. Anh em chuẩn bị tinh thần nhé. Hello, xin chào anh em. Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Nhắc tới những nhân vật trong game có thể phá vỡ bức tường thứ tư để trò chuyện với người chơi, thì chắc chắn phải kể đến Sans. Thế nhưng Sans cũng chưa bao giờ là gì so với quái vật cà chua trong tựa game Mr. Tomatoes. Hắn ta là một con ác quỷ muốn thoát ra khỏi trò chơi của mình để đi xâm chiếm thế giới. Hắn ta có thể hack pay cả chiếc PC của anh em nếu như anh em không làm theo yêu cầu của hắn khi chơi. Đó cũng là nội dung của video ngày hôm nay. Mi Game tôi sẽ phân tích tựa game hắc ám này từ những bí ẩn kỳ lạ cho tới những ending vô cùng hack não của Mr. Tomato. Xin chào các anh em quý khán, ta là Mr. Tomato và video ngày hôm nay của Mi Game đã bị hack. Vì video ngày hôm nay có sự xuất hiện của ta, nếu các người không ấn like video và đăng ký kênh, ta sẽ làm cho Mi Game bay. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Có lẽ trong lúc Mi Game tôi tải game về chơi để làm video cho anh em, thì lão Mr. Tomatoes đã hack được máy tính và chui vào video của tôi rồi. Bây giờ lão ta ở đâu, tôi cũng không biết nữa. Lão ta có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu cho video này. Đã thế rồi, thì anh em hãy giúp Mi Game tôi sống sót qua video hôm nay bằng cái ấn nút đăng ký nha. Lão Mr. Tomatoes nói là làm đây anh em ạ. Giờ thì ta cùng vào video thôi nha. Không thôi, lão ta lại xuất hiện. Cho các anh em nào chưa biết, thì Mr. Tomato thuộc dạng point and click với nền đồ họa vẽ tay nhìn khá là trẻ con, nhìn không khác gì những con game Flash 20 năm trước. Tuy nhiên, vẻ ngoài vô hại của Mr. Tomatoes chính là để che giấu cho nội dung vô cùng đắc ở bên trong. Nhiệm vụ của anh em trong game là chuẩn bị đồ ăn cho quả cà chua biết nói, kẻ tự xưng là Mr. Tomato. Từ những thao tác chọn thức ăn đơn giản ban đầu, yêu cầu của quả cà chua mỗi lúc sẽ một khó nhằn hơn, như là kết hợp các nguyên liệu khác nhau để cho vào máy xay sinh tố. Chọn đúng thì không có chuyện gì xảy ra, quả cà chua sẽ vui vẻ, còn anh em sẽ nhận được điểm và mua các vật dụng hỗ trợ cần thiết. Đó là yêu cầu bắt buộc để qua màn về sau và mở khóa được tất cả các ending trong game. Bởi game có rất nhiều ending nên khi chơi anh em cần có chiến thuật rõ ràng, chuẩn bị kỹ càng bữa ăn cho quả cà chua. Bởi chỉ cần đi sai một lần, chỉ số giận dữ của hắn ta sẽ tăng lên. Khi đạt tới ngưỡng cao nhất, lão ta sẽ phá vỡ bức tường thứ tư, jump scare và chui vào hack hỏng luôn cả máy tính của anh em. Cơ mà anh em cũng đừng sợ nha, dàn PC 30 củ mà anh em vòi bố mẹ để mua cho học online vẫn bình yên vô sự. Mấy ông chú làm game vì muốn trải nghiệm chân thật nhất nên họ giả bộ hù anh em chơi thôi. Trông nó chui ra khỏi game như vậy thôi, chứ thực chất mọi diễn biến trong game chỉ gói gọn trong game mà thôi. Chẳng có cái PC nào bị hack khi chơi Mr. Tomato cả. Nên là anh em cứ an tâm tải về chơi, game cũng miễn phí nốt. Vừa vào game, anh em sẽ được gặp gỡ Mr. Tomatoes, quả cà chua biết nói bay lơ lửng và cực kỳ phàm ăn. Hắn ta sẽ chào mừng anh em đến với tựa game của hắn. Welcome to my game, buddy. Với chiếc bụng đói vô tận, anh em phải cho quả cà chua này ăn đúng theo những gì mà hắn ta yêu cầu. Mọi thứ ban đầu khá đơn giản, anh em chỉ cần chọn đúng món là qua màn. Hắn ta thả anh em đi và yêu cầu được tiếp tục cho ăn khi hắn ta đói lại. Tuy nhiên ở những màn tiếp theo, yêu cầu của Mr. Tomatoes sẽ khó khăn hơn. Yêu cầu anh em phải kết hợp các nguyên liệu với nhau tạo thành món ăn mà lão ta ưng ý. I want chicken with potatoes. Về sau, công việc cho ăn này sẽ còn thử thách hơn nữa khi xuất hiện các túi đồ bí ẩn hay là đèn tự nhiên tắt. Lúc đấy anh em cần phải dùng số đếm mà mình thu thập được để mua thêm những vật dụng hỗ trợ như là chiếc kéo để cắt túi và đèn pin để soi sáng. Mỗi lần anh em làm sai yêu cầu của Mr. Tomatoes, chỉ số giận dữ của lão ta sẽ tăng thêm 1. Khi nó đạt đến 10, anh em sẽ mở khóa được bad ending đầu tiên của game. Khi đó, gương mặt của Mr. Tomatoes biến dạng. Hắn lộ nguyên hình là một con quỷ và đưa anh em đến một căn bếp khác, nơi món ăn mà anh em phục vụ hắn là thịt người. Đây nhiều khả năng chính là những gì diễn ra ngoài thực tế. Không có món ăn nào ở đây cả, tất cả chỉ là ảo ảnh do Mr. Tomato tạo ra. Thực chất, ngay từ đầu chúng ta đã cho lão ta ăn thịt người rồi. Nhưng lão ta đã dùng khả năng chi phối cả tựa game và ngụy trang chúng thành những món ăn bình thường. Sau khi ăn hết đống thịt người thì lão ta sẽ vồ lấy anh em và tựa game cũng tự thoát. Thế nhưng, câu chuyện chưa dừng lại ở đây. Trình duyệt web của anh em sẽ tự động truy cập vào một đường link lạ và nó dẫn tới một bức ảnh này. Đó chính là gương mặt ác quỷ của Mr. Tomatoes và phía sau là linh hồn của những kẻ xấu số làm ta nổi giận, trong đó cả tên Mi Game. Nhưng ta sẽ thả hắn ra để hắn có thể hoàn thành video phân tích tựa game của ta. Hắn ta lại xuất hiện rồi anh em ạ.
Cũng may là Mi Game đã thoát chết. Nếu nhìn kỹ bức ảnh này, phía trên nó là những ký tự kỳ lạ. Những ký tự này là phông chữ Webding, và anh em có thể đưa chúng vào Word để giải mã. Và kết quả thu được sẽ là câu I'm inside, nghĩa là ta đã ở bên trong. Lúc này thì nếu anh em mở tựa game lại một lần nữa, thì một loạt ký tự bí ẩn khác sẽ chạy khắp màn hình. Chúng vẫn là những ký tự Webding khi giải mã có nội dung như sau: ta đã ở bên trong hệ thống của ngươi rồi. Đừng lo về sự an toàn, mọi thứ rồi sẽ ổn. Ta đã kiểm soát mọi thứ. Điều này chứng tỏ rằng Mr. Tomato đã châm xiếm được chiếc PC của chúng ta và nắm toàn quyền điều khiển. Nhưng mục đích là gì? Lát nữa Mi Game tôi sẽ giải thích nha. À quên, còn có một ending tương tự như trên nữa. Lần này là khi anh em cho tất cả đồ ăn vào máy xay sinh tố mà không cho lão ta ăn bất cứ thứ gì. Đủ 10 lần, Mr. Tomato cũng sẽ hiện nguyên hình. Nhưng kết cục của anh em lần này là bị lão ta hút đi linh hồn. Thật tình thì cái gu ăn uống của lão Mr. Tomato này nó khó chịu thực sự luôn ấy. Phải mà game cho chúng ta một món ăn khoái khẩu của lão Mr. Tomato. Khi nào bí quá thì cứ lấy cho lão ta ăn là qua chuyện. Nhìn Mi Game tôi có một món mì khô là có thể ăn từ năm này qua tháng nọ đấy. Hello anh em, chương mục quảng cáo của Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Nửa đêm đang viết kịch bản video cho anh em mà có đói bụng là tôi lúc nào cũng đi làm một gói Indomie cho nó ấm bụng. Nhớ Indomie mà anh em đã có được rất nhiều video trên kênh đấy. Sợi mì siêu dai ăn sượt sượt Mi Game tôi ăn từ nhỏ đến bây giờ nó cứ là mãi đỉnh. Đặc biệt khi mua mì Indomie với chương trình Tiki Now anh em còn được chỉ 2 tiếng đồng hồ là nhận mì ngay. Với rất nhiều video phải làm để tung ra cho kịp cuối năm, Mi Game tôi chắc đêm nào cũng phải làm một gói mì thôi. Cảm ơn Tiki đã đồng hành cùng Mi Game trong mùa Tết năm nay. Link mua hàng Mi Game tôi để bên dưới phần mô tả nhé. Tầm này khéo anh em cũng bị ghiền giống tôi mất. Vừa rồi là kết quả của việc chúng ta làm Mr. Tomato nổi giận 10 lần. Nếu sau 5 màn chơi, là anh em vẫn giữ được chỉ số nổi giận của hắn ta ở mức thấp, thì game sẽ mở khóa ending tiếp theo, chính là màn đánh boss với Mr. Tomato. Để tấn công vào thanh máu của hắn ta, anh em phải cho lão ta ăn thuốc độc. Tuy nhiên, ăn thuốc độc liên tục sẽ làm chỉ số phẫn nộ của lão ta tăng thêm. Nếu nó chạm tới ngưỡng 10 thì sẽ là game over. Game lại sập và trình duyệt web của anh em lại tự động truy cập vào một đường link lạ dẫn tới một bức ảnh như sau. Trong đó Mr. Tomato cảm ơn anh em vì đã giúp hắn ta. Để né ending này thì bên cạnh việc đầu độc hắn ta, anh em cần phải cho hắn ta ăn thêm đồ ăn bình thường để giảm chỉ số phẫn nộ nữa. Cứ từ từ thong thả, thanh máu của Mr. Tomato sẽ cạn dần và anh em sẽ mở khóa được good ending đầu tiên của game. Mr. Tomato sẽ nhận thua và tan biến vào hư không. Lúc này khi anh em mở game lại thì Mr. Tomato đã biến mất khỏi căn bếp. Hắn ta đã bị xóa khỏi tựa game của chính mình. Nếu thấy màn đánh boss là lằng nhằng quá, anh em có thể giết Mr. Tomato ngay lập tức bằng cách mua con dao. Sau đó anh em chỉ cần vào game và xiên lão ta một nhát chí mạng. Thế là xong. Tuy nhiên tất cả đều không phải là true ending của game. Muốn mở được kết thúc thực sự của game, anh em cần phải hoàn thành 5 màn chơi mà không làm Mr. Tomato nổi giận dù chỉ một lần. Hắn ta sẽ khen anh em vì hoàn thành công việc một cách hoàn hảo theo đúng dự tính của hắn ta. Vì giờ hắn đã no bụng nên hắn ta sẽ không cần đến anh em nữa. Nhưng hắn ta sẽ không để anh em ra về tay trắng. Hắn đã tự tạo một file văn bản trên màn hình desktop của anh em mà theo hắn chỉ là gồm những ký tự vô nghĩa. Đồng nghĩa là hắn ta cũng yêu cầu anh em rời đi và đừng bao giờ quay trở lại. Nếu anh em bướng, mặc kệ câu nói của lão ta và vẫn quyết định quay trở lại game thì ending sau sẽ xuất hiện. I was so kind to you, and you ignored me. Well, I guess that I have no other choice. Đồng thời bên ngoài desktop sẽ xuất hiện một file văn bản với nội dung: tựa game này không còn thuộc về người nữa, nó là chỉ riêng ta. Đúng vậy, tựa game này là của riêng ta. Tên Mi Game nhà ngươi khôn hồn, thì hãy làm theo lệnh ta. Biết đâu ta còn thương ngại để ngươi sống và tiếp tục làm video. Đừng bao giờ qua mặt ta. Lão ta đi rồi phải không anh em? Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi đã tìm cách qua mặt lão ta, đi tới True Ending và tiêu diệt lão Mr. Tomato này một lần nữa và mãi mãi. Anh em hãy cùng hợp sức với tôi nào. Quay trở lại với True Ending, như lời lão Mr. Tomato, đúng là lão ta đã tạo ra một file bên ngoài màn hình desktop của anh em và bên trong là một dãy số chả có ý nghĩa gì cả. Thảo nào lão ta lại không đọc được. Mi Game tôi thì chịu thua cái mật mã này, nhưng các YouTuber nước ngoài đã giải được. Đại khái là số 20 lặp lại rất nhiều trong dãy số này. Nếu bỏ 20 và thay bằng một dấu cách và bắt đầu chuyển đổi từ số sang ký tự, chúng ta sẽ được nội dung đại khái như sau. Nếu ai tìm được tin nhắn này thì đừng tin lão Mr. Tomato. Và nếu làm theo lời hắn thì hắn có thể sẽ đạt được ngưỡng sức mạnh khổng lồ. Hắn ta càng hấp thụ các đoạn mã của game
hắn ta sẽ càng mạnh. Với sức mạnh đó thì hắn ta có thể điều khiển hoàn toàn tựa game. Hãy truy cập vào bảng điều khiển và xóa sạch mọi thứ. Tuy nhiên việc này có thể vô cùng nguy hiểm vì sức mạnh của mình, hắn ta sẽ phát hiện được. Hãy cố gắng tìm đến bản điều khiển trước hắn. Chúc bạn may mắn. Mật khẩu là 1234. Lời nhắn này giúp chúng ta giải đáp mọi bí ẩn trong game. Nó là do chính tác giả của con game này để lại. Anh ta đã tạo ra một con quái vật và không thể ngăn cản được nó. Thức ăn mà chúng ta cho Mr. Tomato ăn chính là những đoạn mã nguồn của game. Ăn càng nhiều, Mr. Tomatoes càng có sức mạnh điều khiển mọi thứ. Một khi ăn đủ no, hắn sẽ có nhiều quyền năng hơn nữa, thoát ra khỏi tựa game và xâm chiếm luôn chiếc PC của anh em. Ăn sạch máy tính, hắn ta sẽ tiếp tục tấn công luôn cả Internet. Và đến lúc đó, sẽ không có gì ngăn cản được hắn ta trở thành bá chủ thế giới. Linh hồn của hàng tỷ người dùng Internet sẽ trở thành thức ăn của hắn ta. Và để mở khóa bảng điều khiển, tiêu diệt vĩnh viễn Mr. Tomatoes, chúng ta ngoài mật khẩu còn có thêm một đoạn code nữa. Nó nằm ở trên trang web x.io của nhà phát triển. Nhập mã code này ở menu chính, nó sẽ đưa chúng ta đến giao diện điều khiển của game. Tiếp theo, nhập mật khẩu, game mới cho chúng ta chọn khởi động lại hoặc xóa sạch trên toàn cầu. Chọn đồng ý và game sẽ bắt đầu xóa tất cả mọi thứ. Tuy nhiên có một vấn đề xuất hiện. Giống như trong tờ ghi chú có nói, Mr. Tomato sẽ phát hiện ra bất kỳ hành động xâm nhập nào. Và dĩ nhiên, hắn ta nhanh chóng có mặt khi cảm thấy bản thân đang bị tấn công. Kế hoạch phá sản toàn bộ, máy tính của anh em bị sập hoàn toàn. Tất cả những file quan trọng từ hệ điều hành, hệ thống, đại khái là nguyên cái ổ C của anh em sẽ bị xóa sạch. Máy tính của anh em giờ đã trở thành một phần của Mr. Tomato và không có gì có thể cản được hắn ta nữa. Để bảo vệ thế giới khỏi sự diệt vong, chúng ta cần thêm một vật dụng nữa. Đó chính là chiếc thẻ fake IP trong shop trị giá 999 điểm. Anh em ráng tích điểm để mua được thẻ nha, bởi đây là cách duy nhất để mở được true ending của game. Với chiếc thẻ fake IP trong tay, chúng ta có thể ngụy trang bản thân, trở thành tàng hình, khiến lão Mr. Tomatoes không thể dò ra được tung tích nữa. Các bước cũng như cũ, nhưng lần này Mr. Tomato sẽ không hề hay biết âm mưu của chúng ta. Mọi thứ đã xóa sạch tận gốc. Tên mini game kia, ngươi đã làm gì ta thế này? Tại sao ta lại mất hết sức mạnh? Ngươi và Mi Fan dám thông đồng để đánh bại sao? Các ngươi được lắm. Tưởng như thế là tiêu diệt được ta hay sao? Các ngươi chờ đấy, ta sẽ chờ. Xong rồi anh em ơi, lão Mr. Tomato đã không còn nữa. Mi game tôi đã thoát được khỏi lão ta rồi. Chúng ta đã cùng nhau tiêu diệt được con quái vật này và bảo vệ sự an toàn cho mạng Internet của toàn thế giới. Dù Mr. Tomato đã ra đi, nhưng một kẻ phản diện khác lại sắp xuất hiện. Đó là Mr. Lemon. Hắn có liên hệ gì với Mr. Tomato? Sức mạnh của hắn ta là như thế nào? Hắn ta sẽ bắt chúng ta làm gì? Không một ai biết cả. Chỉ biết rằng hắn ta sẽ lộ diện trong năm 2022 mà thôi. Dĩ nhiên là tôi cũng sẽ tò mò chơi thử để làm video cho anh em. Dù không rõ Mr. Lemon sẽ ghê gớm như thế nào, nhưng mà Mr. Tomato mà tôi với anh em Mi Fan có đánh bại được thì trái chanh tôi cũng cóc sợ. Ok, và đó là những phân tích của Mi Game tôi về Mr. Tomatoes. Hiện tại theo như kết thúc của game thì lão ta đã thề là sẽ quay trở lại tính sổ với Mi Game tôi. Đấy là còn chưa kể nhân vật bí ẩn Mr. Lemon sắp tới nữa. Thế nên vẫn chưa phải kết thúc cuối cùng của tựa game này. Hy vọng trong khoảng thời gian sắp tới, mấy ông chú làm game sẽ tiếp tục tung ra phần 2, lý giải thêm nguồn gốc thực sự của Mr. Tomato. Vì đâu hắn ta đã trở thành một thực thể ghê gớm đến như thế. Nếu thấy hay ho và thú vị thì nhớ like và share video này và nút subscribe đăng ký cho Mi Game tôi. Bây giờ trước khi kết thúc video, tiết mục bình luận được lên TV đã quay trở lại rồi đây. Bạn Huy Dương có hỏi, tại sao bây giờ group Shaolin cùng Mi Game là nhiều meme nhân văn thế? Họ không Shaolin nữa sao? Vậy có những meme Shaolin bạn ơi, nhưng mà giảm lại để nâng cao chất lượng của group. Meme thì cũng là meme zit meme zat chứ. Anh em cứ sit post mãi thì loãng group lắm. Bạn Rampage Supercar bình luận như sau. Team E-Game làm về các dòng game đua xe đình đám như là Need for Speed, Forza Horizon, Forza Motorsport được không ạ? Nếu nó không có cốt truyện thì team thử phân tích gameplay đi ạ. Mi Game tôi chơi hơi ngáo nên không có phân tích gameplay được một cách xịn sò như phân tích cốt truyện đâu bạn ơi. Anh em muốn bình luận hoặc meme của mình được lên TV thì hãy bình luận hoặc chế meme cho bạn vào để đăng vào group xạo linh của Mi Game nha. Hôm nay tới đây thôi. Mi Game sẽ lên video vào lúc 18 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu mỗi tuần. Riêng thứ năm là dành riêng cho video short nha. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.